Chào cả nhà, hôm nay mình sửa lại cái nền nhà mình nữa bạn. Hôm nay mình sẽ cán lại. Chung là mình xây này cũng cỡ mười mấy năm rồi. Nhưng mà khoảng 6 7 năm mình đi bỏ mình đi làm công ty bạn. Thành ra nó cũ kỹ, bong cái nền lên luôn à. Ở phía trong buồng là còn giữ nữa. Thì mình cũng có mua được đống cát đối với đống cái đây, bà khấu. Chung với lại với năm bao xi măng đằng đó mà nói chung là đổ ngoài nhà năm vàng của nó. Hôm qua mình với ông già mình với cái gì đẩy vô cũng lòi mắt luôn nha bà. Này mình làm chừng cỡ hết đống này với không tới nửa đống đó bà, còn nhiều để mình làm chuồng bò đó. Rồi hôm nay mình sẽ cán lại cái nền rồi. Cái nền hiện tại là lâu quá rồi, nó bong lên như thế này à. Nói chung là cả mười mấy năm rồi bà, mười mấy năm rồi, 13-14 năm gì rồi. Cái chỗ mình ngủ rồi, sắp bên cửa sổ luôn. Đồ đạc thì nói chung không không có gì nha các bạn, nó chỉ đơn giản như thôi. Mình một chút nữa mình sẽ dọn cái dàn chân này dưới này hết, lên cái giường này ra luôn, lên mấy quà, lên ghế rồi, ghế này, cái đồ này bỏ lên. Trên đó là đồ mình để mình làm YouTube nha các bạn, làm vlog á. Dàn vô trong buồng này, có phòng buồng này. À. con vịt nó vô trong đây nó đẻ đó bạn, giờ mình chuẩn bị mình dọn nó ra luôn, không biết nó có bò ở không đây nè. Phòng buồng nè, cho coi các bạn xem nè. Mình không có ở, thành ra chuột nó vô nó ở nữa mà. Chuột vô ở mình lấy búa mình đập theo cái đường của nó nè. Các bạn xem nè. Đó. Nói chung nó làm bấy nguyên cái chuồng nguyên cái buồng mình luôn. Đó. Review cái ổ vịt cho các bạn xem nè. Ờ, được 2-4-6 trứng à. Này trứng vịt xiêm nha các bạn. Con vịt xiêm nó mấy con đó mình thấy nó đẹp nó đi vô mà. Đẹp đi vô rồi nó đẻ được 6 trứng à. Bây giờ mình lấy cái đồ lót ra đây, giờ mình bắt buộc mình phải rinh ra luôn nha các bạn. Không biết nó có bỏ bọt, nó có nghỉ đẻ không á. Nó nghỉ đẻ mình luộc ăn luôn. Rồi. Rồi. Dạ, rồi dạ. Mình review phía sau luôn. Phía sau mình lúc hỏng thì nó rất bề bộn mà, nhưng mình dọn lên thì nó được như thế này. Là cái chuồng trăng mình đứng sau nè. Nói chung thì ở trong vlog còn nghèo lắm nha các bạn. Nói chung là rất nghèo. Cửa thì cửa cây nè, đó cửa này đó lâu đụng đóng cũng được với cái nhà này nè. Giờ nó cũng banh chành hết rồi. Giờ mình sẽ cán sơ lại cái mặt nền này để mình ở thôi nha các bạn. Còn cái tiền cửa thì mình cái cửa thì mình tính làm cửa sắt các bạn, nhưng mà điều mình chưa có vốn, chưa có tiền để mình làm. Nói chung làm bộ cửa này chắc cũng 3-4 triệu à, nhưng mà điều mình giờ mình không có tiền các bạn. Xong cái mùa dịch này rồi mình nói chung là rất căng luôn. Rồi thôi thì để mình dọn đồ ra hết để mình chuẩn bị mình ghém cái nền để mình cán nha các bạn. Nói chung là đồ đạc mình dọn ra hết rồi nha các bạn. Dọn cái phần dưới nè. Chung là mình chỉ cán, mình cán rồi mình dọn phần dưới thôi. Còn phần trên thì mình để các bạn. Phần trên nào treo được treo. Chung là lá nó đỡ dọn vô. Đây nè, nói chung là nó mấy chuột hồi đó nó làm tới trên đây luôn các bạn. Nó tới trên đây luôn nè. Đập cái giùm nè. Dưới đây, dưới một đường từ bên đó. Đó. Dòng qua tới bên mí trong đó luôn. Tới mí cửa luôn. Mình lúc hỏi mình có lấy hồ mình về mình ở, có lấy hồ mình trám sơ lại cái bên đây rồi. Còn ở trong buồng thì mình chưa có làm được, vì trong này mình không có ở mà. Trong này mình chỉ máng đồ thôi. Rồi bây giờ mình nói chung là
từ đó giờ mình dọn cũng mệt rồi. Nghỉ tí xíu bắt đầu mình sẽ bắt đầu lấy ống nước ra mình ghém các bạn, mình cân nước cho mình ghém đó, ghém để cho nó bằng cái mặt nền này, này. Để mình cán lá mình bay hồ dầu. Nãy giờ mình ghém xong rồi các bạn, ghém mấy cục ghém như thế này, chung là giáp vòng vòng nhà hết, nói chung là đủ cái cây thước mình sập đó các bạn. Cái này là mình biết làm thì mình làm thôi chứ mình cũng không có hướng dẫn cho chỉ ai nghe. Hoàng đừng ném đá nè, rồi tâm với sau mình ghém luôn, nó buồn luôn nè, nãy mình lâm le sơ lại này, đường liền lại nè, chung là mình lấy canh dừa hồ để mình cán các bạn. Đó, bữa nay con vào nó phụ nữa. Giờ bắt đầu mình sẽ trộn hồ. Đó, mình trộn hồ cái này là mình đem vô mình cán các bạn. Đây này bạn, nãy giờ có tôi quất năm bàn và mình hụ nữa bạn, nhưng là bốn người làm bốn mau các bạn, nhưng không mình đi đây là tới chiều luôn chưa xong nữa. Này có tôi quất nè, quất phụ này mình này chỉ mới có trà rồi cho nó liền liền cho nó liền thôi các bạn, để còn lát nữa mình sẽ còn đi thôi cái nước hồ dầu trên nè, đi nước hồ dầu cho nó bóng lên nữa các bạn, rồi để chút nữa mình sẽ nó ráo ráo mình đi nước hồ dầu vô luôn. Nói chung là cái đống cát ở đây hết luôn, chết nhát luôn. Ô, mưa to quá cả nhà ơi. Tại là mình đang làm quá lớn luôn. Mình đang làm cái quét cái hồ dầu nè, quét cái hồ dầu trên cái mặt nền xi măng này các bạn. Nói chung là hơi tấu các bạn. Hơi mờ đó. Trời mưa lớn quá, mình đến đầu sớm nhưng mà đều chắc có thể là tấu mới rầu các bạn, mình phải đợi tạnh mưa mới làm tiếp, rồi để mình tạnh mưa rồi mình mới làm nữa các bạn. Cuối cùng mình cũng đã làm xong cái này nữa các bạn. Nói chung là hôm qua chắc chiều quá làm khoảng 3 mấy 4 giờ các bạn, có tư quốc phụ nữa, nói chung là tư quốc với nông hoàng với ông già mình làm mới nhanh các bạn. Nói chung là mưa lớn luôn mà, nên mình làm tới tấu luôn mà. Qua làm tới tấu luôn, đi hết nẩu luôn. Đây đó, nói chung là mình đã cán xong cái nền này đó, đây đó, nói chung là cũng cái nền cũng được sạch sẽ để mình ở đó nghe các bạn. Cái này mình cán rồi mình đi lại một lúc cái hồ dầu trên mặt các bạn. Nói chung là hôm qua mình đi cái lúc màu dầu trên mặt đó, đi ra tới cái miếng ngoài này rồi, miếng ngoài này rồi, đầu cái trời mưa, khúc rồi đó trời mưa mà, rồi đầu cái tạnh mưa là tối thui luôn, mình đậu đèn mình bay luôn cái dàn ngoài này luôn, rào cho rầu luôn nha các bạn. Nói chung là quá bết luôn. Cái trong này, khu trong này thì lá lừ lên luôn rồi nè. Cái này là cái bồn mình các bạn, có bồn màu à. Mà cái nhà này mình xây nay mười mấy năm rồi, mấy năm mình nhờ đó mua cái gạch trái qua, gạch cứng á, thật ra nó mòn mỏi lâu một. Mình đi làm xí nghiệp mấy năm trời, mình bỏ mấy năm trời ở nhà chuột nó vô nó lộng hành, moi đường đường ở đây, giờ mình làm bít hết là lấy đâu nó không còn moi được nữa. Rồi cái sau này, cái sau mình chưa làm các bạn. Chung là không có phí. Chung mình chưa có phí. Còn phúc vô trời, còn đồng hoàng này.
rồi à, nói chung là một chút nữa mình sẽ nắng nắng lên để cho khô đồ ngoài các bạn, mình đem đồ ra ngoài trước mình để hôm qua mình nằm mình ngủ bên cái giường trước thềm nhà ông già mình. Nói chung là mình ở đây cũng vài năm nữa các bạn, đây cũng 2-3 năm nữa, 5-2 năm hoặc 2-3 năm gì nữa thì nằm có tiền có vốn thì mình sẽ ra ngoài cái miếng đất ở sau phía sau của mình các bạn, ra ngoài đó mình cất nhà và làm vlog review đồ này kia rồi ngoài cho các bạn xem nha. Bạn nhớ đón xem kênh mình nghe các bạn. Thì clip mình cũng chung là cũng quay để review cái cảnh của hai đồng block sinh sống như thế này nghe các bạn. Đó, cũng đơn giản như thế này thôi. Chung là mình chi phí mình không có, mình có nhiêu mình làm nhiêu các bạn. Rồi thôi thì mình cũng kết thúc video tại đây. Và chúc bạn xem vui vẻ nha. Rồi mình xin khép lại clip tại đây. Chúc bạn một ngày thật tốt lành nha. Thì mình xin chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn những clip tiếp theo. Bye bye.